Xin chào, mình là thầy Trang. Hôm nay thì mình sẽ quay một cái daily vlog. Nhưng mà cái daily vlog này nó đặc biệt bởi vì nó là cái buổi bế giảng của mình. Cái ngày tạm gọi là ngày cuối cùng trong cái cuộc đời sinh viên đi học official của mình. Sau đấy thì mình vẫn còn phải viết bài các thứ nữa, nhưng mà coi như đây là ngày đi học cuối cùng. Thế nên là mình sẽ dẫn mọi người theo nhé. Buổi sáng ngủ dậy, cho dù thế nào mình cũng rất là chill với mọi người. Tại vì mọi người biết là nếu mà mình đột ngột thức dậy, nhảy xuống giường xong rồi vận động ngay lập tức, mọi người rất dễ bị đột quỵ em. Thế nên là cho dù thế nào cũng phải chill nha mọi người. Thì mình tính là tại vì mình còn một tiếng nữa mới phải đi ra khỏi nhà. Thế nhưng mà xét đến cái việc là mình chưa tắm và mình chưa biết mặc cái đồ gì thì nó lại thành ra bị muộn đấy mọi người. Nhưng mà vấn đề là mình chưa trang điểm một tí gì cả. Nhưng mà bây giờ đến giờ rồi mà kiểu ý là mình muộn luôn rồi ấy, mình phải gọi taxi để đi học rồi vì mình muộn luôn rồi, mình không thể nào đi bus đi tàu được nữa. Taxi sẽ đến trong vòng 5 phút nữa, thế nên là mình phải pack my bag and get out of here. Okay, let's go. Okay, challenge trang điểm ở trên xe accepted. Thì hôm nay mình sẽ dùng kem nền Thiên Si của Maybelline. Cái này đánh rất là dễ thôi mọi người, cứ chấm lên mặt xong rồi xoa tròn như kiểu là bôi kem dưỡng ấy. Nó tán rất là dễ vào mặt mình và nó kiểu làm đều màu da. Nếu mà mình xoay tròn như này ấy, thì cái nhiệt từ tay của mình sẽ giúp cho cái kem này nó tiệp vào da, trông rất là tự nhiên luôn, trông như kiểu là đấy là da thật của mình luôn ấy. Tí nữa mình đánh xong mọi người sẽ có thể thấy là cái lớp finish nó kiểu perfect luôn. Em này thì có vitamin C và có chỉ số chống nắng SPF 50 nữa. Thế nên là những cái ngày mà vội như này ấy, thì rất là tiện luôn. Và mọi người thấy kiểu nó tán dễ đến mức mà mình còn không cần gương luôn. Mình cứ tán đều xong rồi có những cái chỗ nào khuyết điểm mình chỉ cần dặm lại một chút là được. Đây là thầy Jules, đây là thầy của ngành của mình và đây là buổi thuyết trình của lớp mình. Nghĩa là đây là một cái buổi bế giảng nhá, xong rồi có rất nhiều khóa học truyền thông và mỗi khóa lại có những cái project khác nhau, xong rồi đến cuối kỳ thì mọi người sẽ present là cái project của mình đã làm được những cái gì, kiểu present một cách thú vị nhất để cho mọi người cùng enjoy với nhau và cùng trao đổi thông tin về kinh nghiệm các thứ của những cái project mà mình đã làm. Ở bên Đức thì mình thấy là các cái buổi lễ các thứ ở trường ấy nó không có gì hoành tráng đâu, chủ yếu là giáo viên học sinh tự làm với nhau thôi, bởi vì là đi học cũng miễn phí mọi người, mình nghĩ vậy. Nhưng mà thầy cô thì rất là đáng yêu, ít nhất là trong ngành của mình thầy cô kiểu rất là đáng yêu, rất là thấu hiểu, thân thiết với học sinh, sinh viên và kiểu luôn luôn đưa ra những cái lời khuyên rất là thực tế. Bọn mình đi học mọi thứ cũng rất là thực tiễn nữa, thế nên là mình rất là thích ngành học của mình. Kết thúc cái lễ bế giảng thì mình với cả Lan Anh sẽ đi lên trên Frankfurt để ngồi học ở trên đấy. Tại vì bế giảng là chuyện của bế giảng, còn đi thi vẫn là chuyện của đi thi. Mọi người vẫn còn rất nhiều bài thi trước mắt. Thời tiết hôm nay khá là ẩm đạm, thì nhưng mà chắc tại tâm trạng mình vui, thế nên là mình thích nghĩ nó là một cái kiểu thời tiết kiểu calming, soothing, kiểu như là nó rất là tĩnh, rất là yên bình như mọi người. Bình thường mình với Lan Anh cũng hay đi học với nhau như này, thế nhưng mà kiểu những cái buổi mà đi học với nhau mình chẳng bao giờ quay cái gì cả, tại vì mình cảm thấy cái việc học rất là mệt, rất là kiểu thế nên là mình không bật máy lên mình quay. Thế nhưng mà hôm nay khi mà sắp không
còn những buổi như thế này nữa rồi thì mình lại cảm thấy kiểu có một cái cảm giác gì đó rất là nostalgic, kiểu như là mình sẽ rất nhớ những cái buổi vật vã đi học cùng với nhau và những cái mong mình nhỏ nhỏ như thế này rất là nhiều. Hello mọi người. Trước khi mình bắt đầu ngoài học thì mình sẽ cho mọi người xem một cái what's in my bag, what's in my school bag. Thì chắc đây là lần cuối cùng mà mình đi đến trường đi học rồi, thế nên là cho mọi người xem cái bọc laptop của mình. Ở bên trong là một cái MacBook. Wait, can you grab some chill? Máy tính Osalo, không phải là Casio mà là Osalo. Vở của mình. This one is regular milk. Vở của mình, trong này mình viết hai môn chung với nhau luôn. Cái này là thẻ ghi nhớ mình đang học thuộc của môn đề thứ hai đi thi. Đây nghe, ví tiền, sạc điện thoại. Chiếc sạc thần thánh sạc này kiểu mình có thể sạc được điện thoại của mình 5 đến 6 lần. Sạc laptop, digital camera, đầu đọc thẻ, xịt khoáng, chìa khóa nhà, pin máy ảnh, giấy đi ăn. You have a lot in your bag. Khay đựng lens, nước hoa, bút, Muji, thuốc nhỏ mắt. Looks like a high-end jacket and earrings. Web in has options. Học xong rồi lăn anh thì mình không la cà đâu mà mình lên tàu đi về luôn. Tại vì dạo này đang muốn thi căng thẳng ấy mọi người. Lên tàu mình lại tiếp tục học thuộc tiếp. Say nắng rồi, kiểu mình đi dưới nắng lâu quá ấy, xong rồi bị đau đầu á mọi người. Rất
test nhanh thì cũng gần hết một ngày rồi. Thật ra một ngày bình thường của mình nó cũng chỉ có như thế thôi ấy. Nhiều khi mình quay video lên thì mình sẽ cố gắng làm cái này làm cái kia cho nó vui, cho nó nhiều hoạt động. Thế nhưng mà lần này mình đang ôn thi, mình khá là căng thẳng ở trong đầu mình, thế nên là mình cũng không có la cà làm này làm kia nhiều. Thế nhưng mà phần lớn cuộc sống thì được tạo thành bởi những cái ngày bình thường như thế này. Thế nên là mình luôn cố gắng trân trọng từng ngày một, tận hưởng hiện tại, quan sát và tìm ra được cái điểm đặc biệt của mỗi ngày. Ví dụ như hôm nay là một ngày bầu trời rất là tĩnh và mình học hành rất chăm chỉ. Video tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây và hy vọng là mọi người đã có những cái giây phút thư giãn vào buổi tối ngày chủ nhật ngày hôm nay cùng với mình. Tuần sau thì mình sẽ ra video dài hơn, nhiều nội dung hơn, vui vẻ hơn, vì chắc là lúc đấy thì mình cũng đã thi xong rồi. Yes, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé. Bye bye, see you.